Hello, xin chào tất cả anh chị em đồng ngư. Hôm nay thì bên trại của mình là Nguyễn Huy Ruby. Thì bên mình xin xả một số dòng cá xe cho anh chị em chơi. Đầu tiên anh chị em thấy trên màn hình đó là gồng đỏ thái. Gồng đỏ thái thì bên mình xả combo 6 cặp là 220k nha anh em. Anh chị em cần thì cứ liên hệ 6 cặp 220k. Tiếp theo dòng này là Dumbo tai to thì mình sẽ bán chiêu, một chiêu là 50, một chiêu là 60k, là gồm một chống hai máy nha anh chị em. Anh chị em cần thì cứ liên hệ Dumbo tai to, đây là mình đang size top view cho anh chị em chơi, một chiêu là một chống hai máy 60k. Tiếp theo là full roll nipple option thì bên em còn hai cặp là máy gíp bông chống ren, thì xe cho anh chị em chơi là 200.000 với giá hai cặp là chống ren và máy gíp bông. Về anh em dí là mau đẻ luôn, xe này là xe tơ. Xin cảm ơn anh chị em đã xem kênh của Nguyễn Huy Ruby, xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em đồng ngư. Xin anh chị em đồng ngư cho Nguyễn Huy Ruby một lượt like, một lượt tương tác, một lượt bình luận. Xin cảm ơn anh chị em.